Bạn thân mến, trong tình yêu không chỉ yêu thôi là đủ, mà nó cần phải có niềm tin. Sự cô đơn, lòng ghen tuông mù quáng dễ khiến người ta sa vào những sai lầm rất khó sửa chữa. Chờ đến ngày tình yêu như đóa hoa nở rộ, nhưng cô ấy lại không thể đón nhận nó bằng nụ cười hạnh phúc, mà bằng những giọt nước mắt nức nghẹn. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Ngỡ Rằng Ta Đã Có Nhau của tác giả Lucas. Kiên nói tôi ngồi đợi một lát, anh đi chút xíu sẽ quay về ngay, nhưng mãi chẳng trở lại. Điện thoại pin, tin nhắn từ anh bảo có ca cấp cứu ở bệnh viện, chắc sẽ không đi chơi với tôi tiếp được. Lại thế nữa rồi, tôi thở dài. Kiên thường hay biến mất giữa chừng các cuộc hẹn như vậy vì công việc. Anh là bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Anh từng nói mong rằng điều đó không làm tôi quá khó chịu, bởi vì không thể nào làm khác được. Thật lòng tôi chẳng hề trách anh, chỉ là thấy buồn. Hôm nay không phải ngày bình thường, và tôi không muốn trải qua một mình. Vậy mà... Sinh nhật vui vẻ. Chúc vì tuổi mới luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Điện thoại chợt hiện lên dòng tin nhắn của Phong. Tôi thấy nỗi cô đơn dịu đi một chút. Năm nào cũng vậy, chỉ có Phong và vài người bạn cũ là nhớ sinh nhật của tôi để chúc mừng. Tôi nhắn lại, cảm ơn anh. Em rảnh không? Anh mua quà cho em rồi nè. Mấy năm gần đây tôi không thích ồn ào nên không tổ chức tiệc mừng nữa. Tuy vậy Phong vẫn mua quà để tặng tôi. Đây là thói quen từ tận hồi còn học đại học. Chúng tôi bao gồm cả Kiên cùng học trường Y. Nhưng không như Kiên, tôi và Phong đều bỏ dở chừng vì thấy bản thân không phù hợp. Phong ra nước ngoài du học, còn tôi theo đuổi giấc mơ âm nhạc, trở thành một ca sĩ tự do. Tôi thường hay cảm thấy cuộc đời mình rất chênh vênh và phù phiếm. Phong cũng vậy. Bởi thế nên chúng tôi trở thành bạn thân, thậm chí còn hơn cả tôi và Kiên. Mà mối quan hệ giữa tôi và Kiên là gì? Chúng tôi ở bên nhau như vậy nhưng chưa bao giờ nghiêm túc xác định cả. Bởi vậy nhỏ bạn thân thường hay bảo chuyện tình cảm của tôi thật phức tạp, rằng nếu tôi và Kiên yêu nhau thì phải đẩy mối quan hệ lên một mức cao hơn. Nhưng đó đâu phải chuyện tôi có thể làm được. Vấn đề nằm ở Kiên, anh chẳng bao giờ nói cho tôi biết mình đang nghĩ gì. Dạo này em và Kiên thế nào? Tình cảm vẫn tốt chứ? Chán lắm, Kiên bận suốt. Tôi và Phong đi dạo dọc cây cầu gỗ ven sông. Cây cầu nằm cạnh quán cà phê ban nãy. Anh đã đến ngay khi tôi nói đang ngồi một mình. Có lẽ anh vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật cách đây nhiều năm về trước. Tôi tổ chức tiệc rất cầu kỳ ở nhà, nhưng cả bố và mẹ đều không về. Hôm đó cũng là ngày mà tôi phát hiện ra bố có tình nhân ở ngoài. Tôi đã gọi điện cho Phong và khóc. Và từ đó tôi cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Sao trông em buồn thế? Đừng nói là khi không nhớ hôm nay là sinh nhật của em nha. Tôi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Phong. Nhưng những tuổi hờn đã cố dìm xuống ban nãy đột nhiên bị khơi dậy, khiến nước mắt rơi không kiểm soát, gió cuốn những sợi tóc bay rang rác trên gương mặt. Phong đột nhiên kéo tôi vào lòng ôm lấy, bàn tay đặt trên mái tóc như vỗ về. Trong khoảnh khắc tôi thấy ấm áp, nhưng liền sau đó là cảm giác lạnh lẽo và tội lỗi. Tôi đẩy anh ra, đưa tay quẹt vội hai hàng nước mắt, nói nhanh: "Em không sao đâu, anh đừng lo." Phong lắc đầu và bảo: "Em muốn thì hãy cứ khóc đi. Giữa tụi mình có gì đâu mà giấu giếm. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thế đâu." "Em không sao thật mà. Tụi mình đi dạo tiếp đi." Tôi nói rồi bước đi trước, cố làm ra vẻ không có gì quan trọng. Khi ngoảnh lại, tôi thấy Phong bước chậm rãi phía sau, mắt nhìn xa xăm. Gió thu thổi bay vạt áo khoác dài,
có nét buồn phảng phất trên gương mặt nhìn nghiêng của anh. Tôi nhớ cách đây 3 năm, trong một lần về nước, Phong đã nói rằng hồi đại học anh từng rất thích tôi, nhưng không bày tỏ bởi vì biết rõ trong lòng tôi chỉ có Kiên. Anh không nói hiện tại mình còn tình cảm với tôi không. Tôi cũng không dám hỏi. Có lẽ vì tôi sợ tình bạn lâu dài và đẹp đẽ giữa cả hai sẽ chấm hết. Và lúc ấy sẽ không còn ai chia sẻ cùng tôi lúc buồn nữa. Tôi biết như vậy là ích kỷ, nhưng những lúc buồn vì Kiên không ở bên lại chẳng thể ngăn được bản thân bấu víu vào ai đó khác. Chỉ cần giữa chúng tôi không có gì vượt quá ranh giới bạn bè là ổn thôi mà, phải không? Tôi bước chậm chậm trong sân bệnh viện, nhìn những bệnh nhân lẫn bác sĩ đi qua đi lại giữa những dãy phòng khám. Từng có một thời ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Không phải vì tôi có ý tốt gì, mà vì trong những người bác sĩ khoác blue trắng rất ngầu. Tôi là một con người với những mong muốn phù phiếm và trẻ con như vậy. Thế nên bỏ học giữa chừng cũng là điều dễ hiểu. Kiên thì nói, đó không phải là lý do, chẳng qua vì tôi chưa tìm thấy sở thích thực sự của mình. Ngay từ khi vào học năm nhất, anh đã nhận ra rằng tôi khác với mọi người trong lớp, rằng tôi không thuộc về nơi này. Đó là một trong số ít lần hiếm hoi Kiên nhận xét về tôi một cách nghiêm túc và khiến cho tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Anh thích nghe em hát. Anh cảm thấy khi đó em được là chính em. Kiên đã nói như vậy, có lẽ anh không biết vì câu nói ấy mà tôi đã có can đảm rời bỏ đại học và đi theo học con đường âm nhạc. Sau những ngày tháng mà bố mẹ tôi hay gọi là lông bông và ham chơi, vì cứ đi hát từ quán cà phê này sang phòng trọ nọ. Vì lúc tôi còn đang ngồi ở ghế đá hồi tưởng lại chuyện cũ, thì Kiên bỗng từ đâu chạy lại. Anh đang trong giờ làm, trên cổ vẫn đeo nguyên ống nghe y tế. Không hiểu sao lại nhìn thấy tôi ngoài này nữa. Anh ngồi xuống đất nhìn lên tôi, nửa tò mò, nửa vui mừng hỏi. Em đi đâu vậy? Em tìm anh à? Đã 3 ngày rồi tôi không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của anh. Lấy đâu ra chuyện tôi đi tìm anh chứ? Con người này thật là tự tin quá đà. Dĩ nhiên là không rồi, anh ảo tưởng quá đấy. Tôi phì cười bảo. Kiên có vẻ thất vọng, liền sau đó bỗng lo lắng hỏi. Thế em bị đau ở đâu hả? Không, em đi thăm thầy giáo cũ đang nằm viện. Vậy à, làm anh lo muốn chết. Tưởng em bị bệnh gì? Kiên thở phào như kiểu nhẹ nhõm lắm. Tôi nhìn anh có chút vui khi thấy anh như vậy. Tôi buộc miệng hờn trách. Tại sao anh phải lo cho em? Kiên nắm lấy hai bàn tay tôi, trầm giọng bảo. Nếu chuyện anh không chúc mừng sinh nhật của em làm cho em buồn, thì anh xin lỗi. Xin lỗi gì kỳ vậy? Tôi nhăn mày khó chịu. Kiên nhìn sâu vào mắt tôi nói tiếp. Anh vẫn luôn nghĩ em không thích nói về ngày sinh nhật nữa. Từ hôm đó tôi thoáng sững sờ. Ra là vậy à. Kiên vẫn nhớ chuyện tôi không tổ chức tiệc mừng sinh nhật nữa từ khi phát hiện bố mình ngoại tình vào ngày hôm đó. Anh không nhắc đến nữa vì sợ làm tôi buồn ư? Nhưng anh vẫn quên, đúng không? Tôi hỏi, giọng vẫn nhún đầy hờn trách. Kiên phì cười, giơ tay như kiểu đầu hàng. Ok, đúng là anh quên thật, nhưng anh sẽ không biện hộ nữa. Vậy cũng nói. Hôm khác nha, anh sẽ xin nghỉ phép, chúng ta mừng sinh nhật muộn. Tôi nghĩ đến lịch làm việc dày đặc của anh, lắc đầu. Không cần đâu, em không thích tổ chức một ngày đã trôi qua rồi. Kiên thoáng thẫn thờ, tôi đứng lên khỏi chiếc ghế đá, mỉm cười bảo anh. Thôi, em về đây. Anh quay lại làm việc đi, kẻo người ta đợi. Đừng lo, em không giận anh nữa đâu. Thật tâm thì tôi không giận Kiên nữa, luôn là như vậy. Anh dễ dàng khiến tôi hờn giận, nhưng cũng nhanh tha thứ. Đôi khi tôi thấy mình đầy ích kỷ, nhưng cũng lại rất rộng lượng. Có lẽ vì tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều. Lúc đi ngang qua dãy phòng khám để đến chỗ gửi xe, tôi nhìn thấy Thư đang đi cùng một nhóm bác sĩ và y tá.
Cô nhìn thấy tôi thì liền cười và hô hô bàn tay chào. Sẽ hơi khó chịu nếu như làm lơ, cho nên tôi bước lại gần. Gương mặt Thư nhìn gần trông rất hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nụ cười của cô như lạc đông dưới sự thiếu sức sống ấy. Thư nói: "Lâu rồi không gặp, Vi khỏe không? Vi vẫn đi hát chứ?" "Ừ, Vi vẫn bình thường," tôi đáp một cách lạnh nhạt. "Vi đã gặp Kiên chưa? Ông ấy cứ lo không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay Vi không nghe máy." "Vậy à?" Tôi cười cười hỏi lại. Trong lòng chợt phừng lên một cơn tức giận lẫn nỗi căm ghét. Hai người họ thân nhau đến mức Kiên làm gì cô ta cũng biết à? "Quên nữa, chúc mừng sinh nhật Vi," Thư lại nói và toét miệng cười. "Có ai nói với cô là cô cười trông rất kinh khủng chưa?" Tôi thầm mỉa mai trong lòng. Cô tưởng làm cùng một chỗ với Kiên thì có thể tiếp cận anh dễ dàng hơn tôi à? Gương người yêu của anh đâu có tệ như thế. "Dạo này em có chuyện gì à?" Phong hỏi khi tôi rời khỏi sân khấu quán cà phê và quay lại chỗ ngồi. Ban nhạc đang chơi một bản khác cho ca sĩ kế tiếp, sôi động và tươi mới như để xua tan không khí u sầu từ bài mà tôi vừa hát. "Sao anh lại hỏi thế?" Tôi hỏi cầm ly nước lên uống. Phong nhún vai đáp: "Giọng hát không biết nói dối. Anh từng xem một bộ phim, trong đó người ta bảo là tiếng hát lay động lòng người là tiếng hát cất lên từ nỗi đau." "Vậy em thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi à?" Tôi bật cười nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Phong bạn nói thật. "Dạo này cả thế giới như đang chống lại em anh à." Kể từ khi gặp Thư ở bệnh viện, tôi cảm thấy khó chịu với mọi thứ. Tôi nhớ lại những ngày còn học ở trường y, Thư đã luôn thân thiết với Kiên. Họ thường chia sẻ với nhau những vấn đề thú vị trong việc nghiên cứu bài vở và thực hành mà tôi không thể hiểu được. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người tốt nghiệp đều mỗi người một phương, còn Thư vẫn quẩn quanh trong thế giới của Kiên. Có phải tôi đã sai khi bỏ đại học và chọn con đường ca hát phù phiếm này không? Còn nữa, có phải Kiên không muốn tôi ở cạnh bên nên đã ủng hộ tôi theo đuổi đam mê ca hát không? Có phải người anh yêu thật ra không phải là tôi, nên mối quan hệ giữa hai đứa cứ luôn lấp lửng không? Những ưu tư cứ thế chất chồng khiến tôi mệt mỏi. "Vi." Phong chợt gọi, tôi thôi suy nghĩ, đưa mắt nhìn anh. Tối nay Phong không bận gì nên đến quán cà phê này nghe tôi hát. Anh thường đi xem tôi hát như vậy. Cứ như ngày xưa, mỗi khi buồn, hai đứa thường rủ nhau đi nghe nhạc sống. Chúng tôi luôn thích những điều mộng mơ và phù phiếm. Dường như không có gì tương đồng với Kiên cả. "Em có muốn đi đâu hết khí trời không? Trông em mệt mỏi quá." "Chắc em không đi được rồi. Mình ngồi một lát rồi về nha anh." "Vậy cũng được, em cần nghỉ ngơi mà." Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Trên sân khấu, một cặp song ca đang vừa hát vừa ráp về câu chuyện tình yêu không thành. Chàng trai có giọng ráp ấm áp và chậm rãi, trong khi cô gái hát lên những lời ca trong vắt, tràn đầy cảm xúc, như thể đó là câu chuyện của đời mình. Tuy nhiên tôi không muốn chìm sâu vào nỗi buồn trong bài hát ấy, nên vừa nghe vừa lướt màn hình điện thoại. "Và anh biết sớm muộn rồi cũng sẽ có người sánh bước bên em. Chuyện tình đó vẫn vậy, chuyện hợp tan sớm tàn, nếu kéo chi thêm. Liệu ngày nắng có đẹp như sau giông tố thế này nếu ta quên nhau? Giọt nước mắt ngắn dần, vậy là kết thúc rồi, sẽ thôi đớn đau." Chú thích lời bài hát "Dưới cơn mưa", hết chú thích. Bất chợt tôi nhìn thấy trên Facebook hiện lên hình ảnh chụp chung của Kiên, Thư và một số người bạn là y tá, bác sĩ khác. Trong đó Thư đang thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật và Kiên đứng bên cạnh, cầm dao đưa cho cô. Mọi người xung quanh thì vỗ tay và cười vui vẻ. Dòng caption bên dưới ghi là: "Mừng sinh nhật sớm, chúc Thư luôn vui vẻ và gặt hái nhiều thành công." Nỗi hận giận dâng trào,
mắt tôi nhòa đi. Tôi tắt màn hình chiếc điện thoại. Thì ra là vậy à. Kiên không nhớ ngày sinh nhật của tôi, cũng chẳng tặng quà gì, nhưng lại cùng nhau ăn mừng sinh nhật của cô ta. Mà sinh nhật của Thư đâu phải hôm nay, tại sao phải tổ chức sớm như thế? Để chọc tức tôi à? Thật là quá đáng. Em sao thế Vi? Phong nhìn thái độ của tôi lo lắng hỏi. Không có gì. Tôi cố kìm nỗi hờn tủi xuống, nói. Anh à, đột nhiên em muốn đi uống rượu. Sao vậy? Có chuyện gì ư? Phong thắc mắc nhưng không cố gắng hỏi khi tôi chỉ im lặng. Anh dẫn tôi đi đến một quán rượu không quá đông người. Tôi gọi một chai rượu tây và uống hết từ ly này đến ly khác. Đã lâu rồi tôi không tìm đến rượu kể từ ngày sinh nhật buồn thảm cách đây nhiều năm. Có lẽ vì thế mà chất lỏng cay và nồng không làm tôi dịu đi, mà chỉ làm nỗi buồn trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhớ ngày hôm ấy tôi đã nhận ra rằng dường như không ai cần tôi cả. Ngay cả bố mẹ cũng không về với tôi, rằng tôi không thể giữ chân ai bên cạnh mình. Hóa ra điều đó đúng thật, vì với Kiên tôi cũng chẳng là gì. Không đúng. Bàn tay Phong nắm lấy tay tôi, ngăn tôi ngừng nâng ly rượu. Giọng nói của anh vang lên bên cạnh, nhưng dường như ở nơi nào xa lắm vọng tới, buồn tha thiết. Em có anh mà Vi. Anh luôn luôn yêu em như ngày xưa. Trong lòng anh, em luôn là người quan trọng nhất. Tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông báo tin nhắn. Bình thường khi ngủ tôi sẽ tắt mạng và để chế độ máy bay. Tuy nhiên đêm qua cơn say và mệt mỏi đã khiến tôi quên mất. Đúng hơn là tôi không quan tâm đến điều gì nữa. Hình như tôi đã đánh mất chính mình rồi. Phòng đã dậy từ sớm và mặc lại quần áo. Anh đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ hút thuốc. Gương mặt nhìn nghiêng nom thật buồn. Khói trắng khiến bóng dáng anh càng thêm cô liêu. Tôi kéo chân lên trùm kín đầu để không phải nhìn anh nữa. Khẽ nói, anh về đi, em muốn ở một mình. Một thoáng im lặng, hình như Phong không biết nói gì sau chuyện đêm qua. Nhưng cuối cùng anh cũng đành ra về, sau khi bảo tôi. Gọi cho anh khi em thấy ổn nhé. Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mi, lạnh lẽo. Tôi đã làm cái gì vậy? Phản bội tình yêu của mình trong một thoáng cô đơn à? Đúng vậy. Đêm qua khi Phong đưa tôi về nhà, tôi đã nắm tay anh giữ lại. Cuối cùng là bước qua lằn ranh tình bạn giữa cả hai và đạp đổ cả tình yêu bấy lâu dành cho Kiên. Nhưng điều đó còn có ý nghĩa gì nữa? Kiên đâu có yêu tôi như là tôi mong đợi. Điện thoại lại reo báo tin nhắn. Tôi lau nhẹ nước mắt, cầm máy lên đọc. Em đang không? Anh có chuyện muốn nói. Em đang ở đâu vậy? Đó là hai tin nhắn đến từ Kiên. Tôi cười nhạt. Anh còn muốn nói gì? Anh đến nhà em đi. Tôi ngồi đợi Kiên ở chiếc bàn ngoài sân. Anh có vẻ lo lắng khi thấy vẻ thẫn thờ của tôi. Anh ngồi xuống đất nhìn lên tôi, vẫn như hôm ở bệnh viện. Nhưng tôi không nhìn vào anh. Tôi nhìn lá vàng rụng quanh vườn, trong lòng trống rỗng. Có chuyện gì vậy Vi? Mình đừng gặp nhau nữa anh à. Tôi nói bằng giọng nhẹ tên. Tại sao? Em không biết. Em mệt rồi. Vì anh đã quên sinh nhật của em ư? Vì tất cả. Tôi nhìn anh cố không rơi lệ. Anh à, em đã từng nghĩ tụi mình thuộc về nhau, nhưng hình như nó không phải vậy. Kiên nắm lấy tay tôi như để trấn an, anh nói. Đừng nói thế, lỗi tại anh. Lỗi do anh không quan tâm đến em vì mãi mê theo công việc. Nhưng từ giờ về sau sẽ không như thế nữa. Anh quyết định rồi. Vài tháng nữa khi sắp xếp xong mọi thứ, anh sẽ sang đây thưa chuyện với hai bác. Tôi thoáng sững người hỏi lại. Thưa chuyện gì? Chuyện của tụi mình. À, dĩ nhiên là nếu em đồng ý lấy anh. Lời Kiên nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như có sét đánh bên tai. Toàn thân tôi bỗng trở nên cứng đờ như đóng băng. Tại sao mọi chuyện lại trớ trêu thế này? Bên đôi tai tôi ù ù tiếng Kiên. Chắc anh đang kinh ngạc lẫn bàng hoàng lắm. Sao vậy Vi?
sao em lại khóc? Em không yêu anh à? Tôi không yêu anh ư? Điều này còn phải hỏi sao? Tôi đã chờ đợi anh nói yêu mình suốt bao nhiêu năm tháng, nhưng ngay trước khi ngày đó kịp tới thì chính tôi đã phản bội tình yêu của mình mất rồi. Tôi đâu có còn xứng với anh nữa. Tình yêu hóa ra không phải là thứ duy nhất mà hai người cần để duy trì hạnh phúc. Nó còn có niềm tin nữa. Chẳng phải Kiên đã luôn nói với tôi Thư chỉ là bạn thân của anh thôi đó sao? Một bữa sinh nhật đâu nói lên được điều gì. Nhưng tôi đã để cho nỗi hờn ghen mù quáng lấn át lý trí, quay lưng và đạp đổ mọi thứ thay vì tin tưởng vào anh. Ước gì thời gian có thể quay lại, chỉ một ngày thôi, để tôi có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lách tách vỡ vụn của con tim. Dường như có tiếng hát của đôi ca sĩ trên sân khấu của ngày hôm qua đang vang bên tai. Bài hát buồn như về chính chuyện tình của họ. Duyên đôi lúc đến, nhưng có lỡ anh ơi đừng buồn. Yêu em khó lắm, nên thôi thì xin đôi ta dừng lại. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Ngỡ rằng ta đã có nhau của tác giả Floket. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang, với giọng đọc Hà Diễm và San. Chương trình được cập nhật hàng tuần trên kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.